Ngay từ sáng sớm, hàng trăm em nhỏ thuộc các dân tộc thiểu số của huyện Vân Hồ đã được thầy cô, cha mẹ đưa đến trong tâm trạng đầy háo hức. Tham gia phiên chợ, các em được phát phiếu mua hàng và thỏa sức lựa chọn những món đồ yêu thích như sách vở, bút mực, giày dép, quần áo. Có cả các loại thuốc nâng cao sức đề kháng. Đây là lần đầu tiên mà em được tham gia một phiên chợ không đồng như thế này ạ. Em thấy rất là vui vì được tự tay mình lựa chọn những sản phẩm mà mình thích. Em mong là cô chú sẽ thường xuyên tổ chức những phiên chợ như thế này để cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thể tham gia nhiều hơn. Hôm nay, bà con dân bản vui lắm. Mong là phiên chợ này được tổ chức nhiều hơn để các cháu được mua sách vở và quần áo. Với 40 gian hàng gồm 5 nhóm sản phẩm như các sản phẩm về giáo dục, về dinh dưỡng, về đồ dùng sinh hoạt, y tế, bánh kẹo, đồ chơi trẻ em. Phiên chợ là tình cảm đầy yêu thương của nhóm nữ đại biểu Quốc hội khóa 15, Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam và huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La cùng các nhà tài trợ gửi tới trẻ em và nhân dân các dân tộc thiểu số vùng cao còn nhiều khó khăn. Chúng tôi hy vọng phiên chợ không đồng này sẽ đem những cái tình cảm chân thành nhất của các đại biểu Quốc hội tới trẻ em và trẻ em vùng cao. Chúng tôi cũng hy vọng đây là hoạt động khởi đầu và cũng là kết nối các cái chuỗi hoạt động tiếp theo của nữ đại biểu Quốc hội để các nữ đại biểu Quốc hội có điều kiện gắn bó với cử tri. Hôm nay chúng tôi đã bàn nhau rằng nên có một cái phiên chợ không đồng để cho trẻ em được lựa chọn, thực hiện cái quyền của mình là chọn những sản phẩm mình thích phù hợp với sở thích, giới tính và nhu cầu của mình. Tôi nghĩ rằng với cái buổi thử nghiệm hôm nay đầu tiên như này và với sự thành công rất lớn như này thì chúng tôi chắc chắn là sẽ tổ chức nhiều cái phiên chợ không đồng cho trẻ em vùng cao. Không chỉ đến để mua hàng với giá không đồng, các em nhỏ còn được khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, tư vấn về giữ gìn vệ sinh, phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nhân dịp này, ban tổ chức cũng trao 300 suất học bổng cho 300 học sinh nghèo vượt khó, trao nhiều phần quà ý nghĩa cho các gia đình chính sách của huyện Vân Hồ,